Chào các bạn, mình là Tiến Trọng 94, đồng sáng lập của cộng đồng CN Pro Trading. Rất vui vì được gặp lại các bạn ở trong video tuần này. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn xu hướng của các cái cặp tiền mà bọn mình có nhận định. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lên cái màn hình của mình. Ở trên màn hình của mình ý, thì các bạn có thể thấy được là bọn mình có các cái video mới cập nhật nhất ở trên kênh CN Pro Trading đúng không? Có những cái video short này, ví dụ video hôm trước, một ngày trước thôi, bọn mình đăng về vàng. Các bạn có thể xem những cái video ngắn này để nhận những cái nhận định ngắn của bọn mình. Đồng thời với đó, bọn mình có một cái kênh tín hiệu dành cho tất cả các bạn. Các bạn có thể xem và tham gia vào cái kênh tín hiệu này và các group chat ở Telegram này thông qua link dưới mô tả của video. Bọn mình có một kênh tín hiệu này, một group scalping, một group chính để trao đổi này và một group hỏi đáp dành cho newbie. Tất cả những cái bạn mới, những bạn newbie, các bạn có thể vào đó để hỏi đáp những câu hỏi. Rồi, ok, mình sẽ đi vào cái nhận định luôn. Đầu tiên mình sẽ đến với cặp tiền là cặp U càng. Cặp này thì bọn mình cũng đã nhận định ở đây, nhận định ở trên kênh tín hiệu này rồi. Và ở đây bọn mình cũng đã update chỉ một vài phút trước đây thôi. Update là ở đây cái lệnh này nó cũng đã chạy rồi. Thì bạn nào vào rồi, các bạn có thể đặt cái TP thành 80 pip nếu như bạn muốn chốt ngắn, hoặc các bạn có thể để cho bọn mình. Ok, mình sẽ phân tích cho các bạn vì sao bọn mình lại vào cái lệnh đó. Đầu tiên, các bạn nhìn cái U càng ở khung wick, các bạn có thể thấy được chúng ta kẻ được một cái kênh giá tại đây. Và các cái điểm mũi tên này chính là những cái điểm mà giá chạm vào trendline và cũng là chạm vào cái kênh giá này. Sau đấy nó bật ngược trở lại. Ở đây chúng ta có một điểm, hai điểm, một điểm, hai điểm, kênh giá trên và kênh giá dưới. Để các bạn vẽ được cái hình mũi tên này thì các bạn nhìn ở trên TradingView có cái này này. Các bạn chọn mũi tên lên hay xuống, bật ấn vào là nó ra cái mũi tên này. Rồi, vậy là khung wick này các bạn có thể nhìn thấy được mình kẻ được một cái khung kênh giá đúng không? Bây giờ mình sẽ về khung D để các bạn có thể nhìn rõ hơn. Nhưng trước hết thì chúng ta thu lại một chút. Các bạn có thể nhìn thấy được cái này, cái phần này. Đây chính là cái vùng key level của khung wick. Cái vùng màu xanh này mình kẻ chính là key level của khung wick nhá. Bây giờ chúng ta sẽ về khung D. Ở đây các bạn có thể nhìn rõ hơn kênh giá đúng không? Cái đường kênh giá này đi qua từng điểm một. Các bạn nhìn thấy rất là rõ đúng không? Và tại đây, khi tại khung D này chúng ta nhìn rõ được cái kênh giá này rồi, thì chúng ta sẽ di xuống một chút. Mình sẽ phóng to cái vùng này lên để các bạn có thể nhìn rõ được. Tại đây, tại cái lúc mà bọn mình cập nhật ấy, thì giá nó chưa đi đến cái vùng này đâu. Giá nó đang ở đoạn này này. Nó gần đến đây thôi, nó gần đến cái vùng mà key level đấy thôi. Và bọn mình có nhận định đấy là các bạn có thể đặt lệnh tại đó, nhưng nó sẽ có một cái mạo hiểm nhất định. Đấy là cái entry mạo hiểm tại 1.2050. Đây, tức là tại cái vùng này. Đấy chính là cái vùng giao, một cái vùng hợp lưu. Thì chúng ta sẽ về H4 nhìn kỹ hơn. Ở đây các bạn nhìn thấy là nó đang cái đà xuống và nó sắp chạm cái trendline dưới, sắp chạm cái kênh giá dưới này rồi. Ok chưa? Chúng ta sẽ về H4 để nhìn kỹ hơn. Và tại H4 này, bạn kẻ được một cái đường kênh giá khác, một cái trendline, kẻ ra một cái kênh giá đúng không? Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Đây, một cái kênh giá này. Và đây chính là cái vùng mà chúng ta sẽ canh buy. Đây là vùng hợp lưu ở cạnh dưới của kênh giá. Và key level khung wick chính là cái vùng này. Mình kéo sang thì bạn sẽ thấy này. Đây là vùng hợp lưu của key level khung wick, kênh giá dưới, và cũng là cái kênh giá, cái vùng kênh giá dưới của cái này luôn. Và tại đó bọn mình đặt một cái lệnh limit tại vùng 1.205. Và sau khi nó khớp thì bây giờ nó đang đi được bao nhiêu đây? Như mình thấy là nó đang đi được tầm 50 mấy pip rồi. Và nếu như bạn nào đã vào được lệnh này thì các bạn có thể đặt SL ở vùng như bọn mình đặt ở đây là 50 pip, đặt TP ở vùng 80 pip nếu như bạn muốn chốt nhanh, chốt sớm. Còn nếu không, các bạn có thể đặt TP tại cái vùng này. Đây là vùng 1.230, tức là khá là cao, tầm này 1.230 hoặc dưới này một tí. Đây là một cái vùng mà bọn mình đánh giá là có thể vươn tới. Mà khi mà giá đã đi được đến tầm 80 pip này rồi, các bạn sẽ có hai sự lựa chọn nhé. Thứ nhất, các bạn đặt TP ở đó thì các bạn chốt lệnh luôn, chúng ta có lời luôn. Thứ hai, các bạn GSL lên hòa và cùng gồng lời chờ đến vùng trên này đối với bọn mình.
được không ạ? Đấy là cái đầu tiên, lệnh U càng. Tiếp theo mình sẽ sang lệnh tiếp theo, đấy là cặp cạc di nhé. Cạc di này hôm bọn mình cũng có cập nhật trên kênh rồi. Đây, cạc di di lên một chút là chúng ta sẽ thấy rồi. Đây, cạc di update. Ở đây thì bọn mình có update và đây. Ở đây. Đây là cái lệnh mà bọn mình mới update ngày hôm nay luôn. Chúng ta sẽ xem lại cạc di ở phía trên nhá. Hiện tại tại thời điểm mà mình nói thì nó đã TP được lệnh này và nó đã đi lên phía trên SL. May cho chúng ta là nó đã đi TP trước đúng không ạ? Ở đây chúng ta có một cái cạc di ở đây. Ừ. Các bạn có thể xem trong channel của mình. Nhận định thì ở phía trên này nó đã có link được các thứ rồi. Và sau khi chúng ta TP xong cái lệnh này thì nó đã đi lên phía trên SL. Ừ. Ở đây. Ok chưa? Mình cập nhật qua thôi, bởi vì lệnh ăn rồi thì các bạn có thể vào trong kênh channel của bọn mình các bạn xem được mà. Lệnh NG. NG. Đây. Trước khi đến lệnh NG mình cho các bạn xem luôn. Cạc gì này. Từ vùng này đi xuống TP xong đi lên SL. Đến lệnh NG này. Đây. Lệnh NG. NG này thì cũng ăn rồi. Lệnh này thì từ cái tầm ngày 30 tháng 4 tức là đầu tháng này của chúng ta. Sau khi mà nó xuống TP này, nó cũng đi lên SL. Vậy là chúng ta đã ăn được TP hai lệnh này từ đầu tháng đến giờ rồi. Bây giờ mình sẽ đi đến cặp vàng. Vàng là vẫn còn đang chờ này. Vàng này thì chúng ta sẽ bắt đầu từ khung D để các bạn có thể nhìn rõ. Đây, mình sẽ cho các bạn nhìn thấy cái kênh giá này. Ở đây tại khung D của vàng, các bạn có thể nhìn thấy một cái kênh giá rất là rõ ràng ở đây khi mà mình kẻ như này. Và các cái ô màu xanh này mình đánh dấu chính là những cái vùng mà giá của cặp vàng này nó đi, nó chạm tới và sau đấy nó bật ngược trở lại. Tại đây ấy, đầu tiên nó ở đây này. Thứ hai, ở bên dưới này chạm vào 3 lần. Các bạn có thể thấy mình đánh dấu đây 1 này, 2 này và 3 này. Ở trên thì nó chạm 1 lần, 2 lần. Và theo bọn mình nhận định ấy, thì ở đây nó có thể đi lên đến cái vùng xanh này, tức là cái vùng trên của kênh giá, sau đó nó sẽ đi xuống. Và tại đây bọn mình đưa ra một cái nhận định đó là có thể vào sell. Vào sell thì sẽ có hai hướng, hướng thứ nhất là vào sell mạo hiểm. Các bạn có thể sell tại cái vùng 1866.33 tức là cái vùng xanh này. Đấy là khi mà giá nó đi đến, nó chạm cái vùng ở trên đấy, cái vùng trên của kênh giá và nó chạm phát là các bạn bắt đầu vào lệnh luôn. Cái thứ hai là entry an toàn thì sau khi nó break trên line H4, break cái trend line và cái kênh giá H4 này thì các bạn sẽ vào lệnh. Bây giờ mình sẽ vào khung H4 để các bạn có thể xem được. Tại đây ấy, mình kẻ ra hai cái đường màu khác nhau để các bạn có thể dễ dàng hình dung hơn. Đường màu đỏ này là chúng ta kẻ từ cái khung D, đường màu xanh là chúng ta kẻ từ H4. Và tại khung D ấy, sau khi các bạn nhìn là nó đi này, chạm một lần, chạm hai lần, chạm ba lần thì đến cái vùng chạm ba lần này, lần thứ ba này nó tạo thành mô hình hai đáy. Các bạn thấy ở đây không ạ? Đây là mô hình hai đáy. Sau khi tạo mô hình hai đáy ở đây xong, nó break cái trendline này, break một cái trendline và nó đi lên đến đây. Tại đây thì chúng ta lại vẽ được một cái kênh giá khác, như kênh giá H4 này các bạn đang xem đây. Tại cái vùng này các bạn sẽ thấy được kênh giá này nó chạm một lần ở đây, chạm một lần ở đây, một lần ở đây và một lần ở đây. Mình sẽ vẽ để cho các bạn dễ hiểu. Đây chúng ta coi là một thôi, hai cái này chúng ta coi là một nhé, chúng ta không phân làm hai. Đây coi là một này, đây là một này. Và theo nhận định của bọn mình ấy thì nó sẽ đi đúng theo kiểu này, tức là giá nó sẽ chạy theo cái chiều như này, đi lên này, xuống đây này, đi lên đây. Đó. Giá bắt đầu từ dưới này nhá. Đi lên, đi xuống, đi lên. Và khi mà bọn mình update cái lệnh này lên ở trên kênh YouTube có video short này ngày hôm qua thì giá đang ở cái vùng tầm này. Vùng tầm này. Ừ. Mình sẽ to ra cho các bạn xem nhá. Giá đang ở cái vùng tầm 1837, 1837
36 này. Và sau khi ở đây ấy, thì theo bọn mình nhận định là giá nó sẽ chặn cái trên của cái kênh giá này, thì nó sẽ đi xuống cái vùng này, sau đó nó bật lên. Theo bọn mình ấy thì chúng ta sẽ có một cái điểm entry, một cái điểm vào lệnh sell mạo hiểm tại cái vùng xanh này, tức là tại vùng 1866, 1867 gì đó, quanh cái vùng màu xanh này. Các bạn có thể vào một cái entry mạo hiểm ở đây. Tại sao lại nói là mạo hiểm? Bởi vì ấy, khi mà nó chạm, không nhất thiết là nó sẽ xuống ngay. Các bạn hiểu không ạ? Nhỡ đâu nó chạm, nó phá được cái kênh giá và nó đi luôn thì sao? Đấy là lý do chúng ta nói là mạo hiểm. Còn cái entry an toàn hơn, tức là khi bạn thấy nó đây, bạn sẽ không vào tại đây nữa, mà bạn chờ sau khi mà nó đi từ đây lên, đúng không ạ? Từ đây lên rồi, sau đấy nó từ đây rồi nó xuống đây, nó chạm một lần nữa, nó đi lên, nó test lại cái vùng này và nó đi xuống, thì các bạn sẽ vào tại đây này. Các bạn sẽ vào tại cái vùng này khi mà nó break được cái kênh giá, cái trendline H4 này, thì đây là điểm entry an toàn hơn, và các bạn có thể vào một lệnh tại đây. Đấy là nhận định của bọn mình đối với vàng. Và qua cái video này thì bọn mình hy vọng rằng những nhận định của bọn mình có thể giúp ích cho các bạn trong việc trade. Việc cập nhật tín hiệu của bọn mình cũng khá là đơn giản thôi. Các bạn có thể vào Telegram, Facebook của bọn mình, và ở dưới mô tả video đã có tất cả những cái link đó. Hy vọng rằng các cái nhận định này sẽ giúp cho các bạn nhận được nhiều giá trị, nhận được nhiều lệnh TP. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.